Xin chào các bạn, và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tới nhà hàng thịt nướng nơi mình đang làm việc, tên là Shina Liu Shide. Nhà hàng mình chỉ có 2 tầng. Tầng thứ nhất là ở đây. Thì nhà hàng nào mà càng to, càng rộng hoặc càng nhiều tầng thì các bạn làm việc càng mệt mà thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tầng tiếp theo. Đây là tầng ở trên, cũng có khá nhiều bàn nữa. Và bên trong chúng ta cũng có 4 bàn nhỏ nữa. Thì cái công việc chính ở đây nghĩa là các bạn phải dọn dẹp bàn sẵn sàng cho khách trước khi khách tới. Ở đây có một anh đẹp trai đang làm việc. Một anh đang rất là diễn sầu. Đẹp trai có hồn. Thì cách bày trí á, thì chủ sẽ dặn các bạn cách bày trí như thế nào. Thì ở chỗ mình á, các bạn xếp muỗng đũa lên trên tờ giấy như thế này cho khách tới. Và đối với ly rượu với ly uống nước thì các bạn một ly nhỏ để ở trong và ly trên đẩy ở bên trên như thế này. Đây là nhà bếp của mình với các món panchan. Đây là nơi đựng chén dĩa. Tiếp theo là nơi rửa chén. Các bạn cũng là người rửa chén luôn đó nha. Và cuối cùng đây là nơi nấu ăn. Và một số nơi linh tinh mà các bạn rửa xong các bạn phải đem ra. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy vận chuyển. Đây, các bạn đổ đồ vào và các bạn đóng nắp lại. Các bạn phải đóng nắp thiệt là chặt. Sau chúng ta bấm tầng tiếp theo nó muốn lên. Và chúng ta chạy lên cái tầng đó. Tầng cũng là tầng số 2. Các bạn mở nắp ra. Ta-da, và nó đã tới rồi. Chúng với thang máy vậy thôi à, chẳng có khác gì đâu. Tiếp theo là máy rửa chén. Thì ở Việt Nam cũng không có nhiều máy rửa chén này cho lắm. Các bạn rửa sơ chén dĩa vào. Sau chúng ta bỏ bên trong máy và đậy lại. Và chúng ta chờ một vài phút, chúng ta mở ra và chén chúng ta được rửa xong. Tiếp theo đây là chương trình ăn dụng. Hôm nay mình không ăn gì nên mình mới ăn vụng thôi. Chứ các bạn đừng có ăn dụng thường xuyên như vậy nha. Hôm nay ở cửa hàng có món cá cơm. Đây là đồ ăn cho nhân viên nha các bạn, không phải đồ ăn cho khách hàng đâu nên các bạn mới được ăn thôi. Còn đồ ăn cho khách hàng các bạn ăn như vậy là bị đập chết ạ. Mà vừa ăn thì cũng phải vừa canh chực chờ vậy đó các bạn. Mình sẽ chế biến món này lại như sau. Đây là thành quả. Và ăn thử thôi. Nhìn thì trông có vẻ ngon đó, nhưng mà không có ngon gì đâu. Toàn là trộn ba cái đồ tào lao vô ăn thôi. Có ngày đau bụng mà chết. Mà ăn vậy thì nhớ tới mẹ quá. Ở Việt Nam vui sướng biết bao nhiêu. Sáng ngủ dậy mẹ nấu cho ăn, tối ngủ dậy mẹ nấu cho ăn. Vậy mà giờ đây để qua đây quần quật như vậy. Cảm thấy rất là nhớ mẹ. Đây là Imo hay nấu ăn cho mình ăn, và anh Hàn Quốc đẹp trai. Đây là đúng chuẩn đẹp trai của Hàn Quốc đây các bạn. Tiếp theo là chú đầu bếp. Chú đầu bếp nhìn vậy chứ rất là hiền luôn, thương mình cực kỳ. Và cuối cùng chúng ta sẽ được ăn sau khi chúng ta làm việc. Đây là một bữa ăn hoàn toàn miễn phí cho mấy cô chú mày làm đó.